Đối với những khán giả của VTV, sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Tổng thống Trump khen Việt Nam mời lãnh tụ Cộng sản thăm Mỹ năm nay. Mỹ và Việt Nam ký hợp đồng thương mại trị giá hàng chục tỷ đô la. Và Tổng thống Trump cầm cờ Cộng sản Việt Nam được đãi món chả cá lã vọng ở Hà Nội. Thưa quý vị, sáng sớm hôm thứ Tư, Tổng thống Donald Trump trên chuyến gọi là dự hội nghị thượng đỉnh ở Mỹ Bắc Hàn đã đến thăm và làm việc với ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư kiêm chủ tịch Việt Nam và sau đó qua làm việc với ông Nguyễn Xuân Phúc là thủ tướng cộng sản Việt Nam. ở à, trước khi đến thì trên Twitter ông Trump viết ra như sau: Việt Nam đang phát triển thịnh vượng giống như một số ít nơi khác trên thế giới. Bắc Hàn có thể giống như thế và giống một cách rất nhanh chóng nếu như họ tiến hành phi hạt phi nguyên tử hóa. Tiềm năng vô cùng tuyệt vời đó là ông tuyết ra và ông cũng nói đến một cơ hội lớn giống như không có một nước nào khác ở trong lịch sử thưa người bạn của tôi ông Kim Jong Un chúng tôi sẽ chúng ta sẽ gặp nhau sớm rất là lý thú và trong khi gặp ông Nguyễn Phú Trọng thì ông Donald Trump trong lúc chụp hình đã khen rằng đã nói với ông Trọng rằng bởi vì ông thật sự là một ví dụ của điều có thể xảy ra với cái tư duy rất là tốt đó là lời khen tổng thống Donald Trump với lại ông Nguyễn Phú Trọng thì nhân dịp này thì trước mặt ông Trump và ông Trọng thì phía Mỹ đã ký hai hợp đồng với Việt Nam hàng trị giá hàng chục tỷ đô la. Đó là ông uh, Kevin McAllister, tổng giám đốc của Boeing ký với bà Nguyễn Thị Phương Thảo, tổng giám đốc của Vietjet mua 100 chiếc máy bay Boeing 737 trị giá 13 tỷ đô la. Sau đó thì ông McAllister cũng ký với lại tổng giám đốc của Bamboo Airways một hợp đồng trị giá khoảng cỡ 3.6 tỷ đô la mua 10 chiếc máy bay Dreamliner. Và như vậy là tổng cộng 110 chiếc máy bay và họ dự chủ sẽ bay qua Việt Mỹ, từ Việt Nam bay thẳng qua Mỹ vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới. Nhớ lại cái hồi ông Obama đi thăm Việt Nam vào tháng 5 2016 cũng đã ký ở bán cho Vietjet 100 chiếc máy bay như vậy quý vị có thể thấy trong vòng hơn 2 năm Mỹ bán cho Việt Nam như vậy là 230 chiếc máy bay bộ in. Đây là một biện pháp mà có thể nói là tổng thống Donald Trump lo Uh, để mà giảm bớt thâm thủng mậu dịch giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. trong cái đó là phía Việt Nam trong thời gian qua cũng mua ngũ cốc, uh, đặc biệt là mua đậu nành của Mỹ và về phía bên uh, uh, Mỹ thì cũng cho nhập cảng vũ sữa Việt Nam năm ngoái và năm nay cho nhập cảng xoài. Uh, cũng trong buổi gặp này uh, thì sau đó ông uh, Donald Trump khi mà qua bên văn phòng nguyễn xuân phúc thì cũng có gợi là sau khi ông coi cái bức tranh mà quần thể tràng an ở tỉnh ninh bình nhé. trong đó có động tam cốc có chùa bay đính và đây là cái nơi mà phim kinh công đã thực hiện ở đây thì ông trump theo lời ông mai tiến dũng là bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ việt nam cho biết là ông trump hứng thú bức tranh trên Nam thắng cảnh tràng an và tổng thống mỹ khen cảnh việt nam đẹp tuyệt vời và nói sẽ đến thăm à, đó là cái uh, uh, tin mà liên quan đến cái việc mà ông trump của, uh, đến chào ông uh, 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 nguyễn phú trọng và trong những hợp đồng kinh tế gọi là kéo hạ trị giá hàng chục tỷ đô la thực hiện trong cái buổi làm việc với ông nguyễn xuân phúc trong cùng buổi sáng thì tổng thống donald trump có nói như thế này tôi thực sự đánh giá cao các đơn đặt hàng quý vị đã thực hiện hôm nay với boeing và general electric và nhiều công ty khác sẽ bán máy bay cho quý vị tôi cũng thật sự đánh giá cao việc quý vị đang tìm kiếm nhiều thiết bị quân sự của chúng tôi chúng tôi là quốc gia chế tạo các thiết bị quân sự tốt nhất thế giới hiện nay có máy bay chiến đấu phản lực và tên lửa bất kỳ loại hỏa uh, tiễn nào các quý vị muốn cứ gọi tên chúng ta đã làm những việc tốt nhất có thể làm vì vậy tôi đánh giá cao lựa chọn uh, mạnh mẽ của quý vị đã đưa ra và tôi cũng biết đó là quyết định mà quý vị muốn thực hiện đó là lời ông Donald Trump nói với ông Nguyễn Phú Trọng cũng như nói với ông Nguyễn Xuân Phúc uh, và cũng liên quan đến cái chuyến thăm Việt Nam kỳ này của Donald Trump thì trong lúc mà trước khi bước vào hội đàm với ông nguyễn xuân phúc thì ông donald trump với ông phúc có đi vào cái gọi là cái hành lang cái hội trường cái tòa nhà thì hai bên có những trẻ em việt nam đứng cầm cờ việt nam và cờ mỹ vẫy vẫy thì ông trump đã đứng lại và sau đó thì ông cầm một lá cờ của việt nam và ông vẫy vẫy rồi ông lấy một lá cờ của mỹ của các em cầm trên tay đưa cho ông phúc và hai ông mới vẫy và tổng thống trump nói là great francis là tình hữu nghị tuyệt vời thì thưa vị có thể nói đây là lần đầu tiên thấy một tổng thống mỹ cầm cờ cộng sản việt nam mà vẫy lên như thế thì cũng là cái điều lạ mà hai ông vẫy vẫy thì cho thấy là ông trump một phần nào đó là ông không quan tâm lắm đến những cái chuyện mà chế độ nào có thể chế nào ông chỉ quan tâm đến cái chuyện mà lo cho nước mỹ bởi vì đối với tổng thống trump America first, tức là nước Mỹ là trên hết và ông lo cơm nó ấm cho người dân Mỹ và ông cũng đã từng nói nước Mỹ không muốn đem những cái giá trị của mình để áp đặt cho các nước khác. Và rõ ràng ông đi chuyến này ngoài cái chuyện gặp ông Kim ra Ông còn lo vấn đề buôn bán với lại phía Việt Nam Và đem lại nguồn lợi cho nước Mỹ và giảm cái tâm thủng mẫu dịch Và cũng nhân cái buổi mà gặp ông Phúc này thì ông Donald Trump đã được bên phía Việt Nam Theo Reuters cho biết là đãi một bữa ăn đặc biệt Trong đó đặc biệt là món chính là món chả cá lã vọng Một cái món đặc trưng của Hà Nội Còn khai vị gồm có những món như món gỏi xoài xanh nè Với sò đẹp, lá bạc hà, hạt điều, trộn với dầu giấm ngọt. Rồi sau đó là món nem Hà Nội có nhân tôm, thịt, miến và các loại rau củ chấm với nước mắm chua ngọt và ớt tươi. Món chính ngoài món cả chả lá bọng ra, còn chả cá lá vọng ra còn có món cua hoàng đế với cải bó xôi nấu trong nước dùng vị hải sản. Rồi tự nhiên món cuối cùng món chính là chả cá lá vọng hoặc là thịt bò wagyu bào hào hạ. Nướng ăn kèm với gan ngỗng béo và nước sốt. Đó, cùng có với rau su su xào tỏi và xôi lá sen tráng miệng là gì chè hạt sen long nhãn nấm tuyết đó là cái uh, món ăn mà ông donald trump được uh, thiết đãi trong cái buổi gặp ông nguyễn xuân phúc thủ tướng uh, đảng uh, thủ tướng cộng sản việt nam thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới